Chiều nay 20 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Đường bộ, chủ đầu tư đơn vị thi công trên quốc lộ 5 nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5. Từ đầu năm đến nay, trên quốc lộ 5 đi qua địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 8 người. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều liên quan đến xe tải, xe container. Đây cũng là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện xe container rất lớn do dọc tuyến có các khu cụm công nghiệp với nhiều nhà máy xí nghiệp. Trong khi đó, hạ tầng giao thông kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chưa hoàn thiện, mức phí còn cao nên chưa thu hút được phương tiện đi vào cao tốc này. Đặc biệt, quốc lộ này hiện đang trong quá trình sửa chữa nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bức xúc cho người tham gia giao thông trên tuyến. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư, nhà thầu các đơn vị thi công trên quốc lộ 5 nêu rõ nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông, đồng thời cam kết có các biện pháp khắc phục đảm bảo tiến độ thi công cũng như hạn chế ùn tắc giao thông. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đơn vị thi công quốc lộ 5 nghiêm túc rút kinh nghiệm có phương án đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Đối với dự án xây dựng cầu vượt nút giao Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hải Dương khắc phục ngay những ổ voi, ổ gà và đến 15 giờ chiều ngày 5 tháng 8 năm 2022 phải thông xe kỹ thuật. Đối với dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Tứ Minh, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến thiết kế hố ga và cống hộp, nhanh chóng hoàn trả mặt đường và thông xe đường gom giải quyết ùn tắc tại nút giao này. Đối với chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, đơn vị đang cải tạo sửa chữa quốc lộ 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thi công vào thời gian thích hợp, tránh giờ cao điểm, tập trung thi công vào ban đêm, ngày nghỉ trong thời gian này, huy động máy móc, vật liệu, nhân lực tập trung thi công. Khi thi công, tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, thông tin về quốc lộ 5 trong quá trình thi công.